Ok, hãy xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với cái channel của mình là Khoa đây. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục với tựa game Mega Man X4 nha mọi người. Thì mình định quay game khác nhưng mà mình thấy cái tựa game này nó chưa hết cái series của nó nên là mình sẽ quay cho hết luôn nha mọi người, chứ tự nhiên bỏ dở nhìn khó chịu lắm. Lần trước thì mình đã đánh cái con này với lại con này rồi thì phải. Ok, thì hôm nay mình sẽ đến với con dẹt nha mọi người. Ok, let's go. Web spider. Sa. Ready. Yeah, chúng ta sẽ chơi thế nào. Ui. Kiểu lâu quá mình chưa chơi, giờ mình sợ mình quên hết nút rồi. Cái gì mình kiểu mà không điều khiển được các mọi người, chứ không phải là quên nút. Mà không sao, chắc mình vẫn chơi được thôi. À, ở trong cái phần này thì nó sẽ có một bộ giáp của X nha mọi người. Đây, chính là cái đôi giày. Đó, Dr. Light. Chú Light. Ok, mình sẽ lấy đôi giày. Nice. Yeah, và đôi giày này nó sẽ có tác dụng là bay như thế này trong một khoảng thời gian ngắn, và mình nhảy lên mình có thể lướt được. Đó, rồi ok, chúng ta sẽ đi thôi. Thì đánh chết con nhện thôi nào. Let's go. Mấy con boss này thì quá dễ rồi. Ây da, vừa gãy xong. Đây mọi người nhìn nè. Mày hở. Đó. Sời, game tuổi thơ. Trong này có ai biết game này không? Biết thì hãy comment ở phía dưới nha. Trời, game này đúng tuổi thơ luôn á. Ôi dồi. Ok, tiếp tục nè. Mấy con này bỏ qua đi, không đáng kể. Ây da, nhưng mà sẽ dùng thử cái chiêu đó. Chiêu này là chiêu để cắt đứt dây con tinh, cắt đứt dây nhện này mọi người. Hình như nó không có tác dụng với con nó. Ô, không có tác dụng luôn, thôi bỏ qua đi. Đó, quá đơn giản luôn đúng không? Yeah, em biết. Em tiếp theo này, mấy con rắn làm gì được mình. À, nhện con, mấy chú nhện con. Úi xời, chuẩn bị có mấy con rắn rớt xuống nè. Đó, thấy không? Chạy. Ui, ông. Không, nó đòi cheat. À, nó đòi cheat mình kìa mọi người. Oh shit. Lâu rồi chưa chơi, tay mình hơi đơ rồi xíu. Cứ nhớ qua Mega Man X5 á mọi người, kiểu nó ngồi được cái thứ. Ây da. Ây da. Bắn hết. Ok. Ê khoan, coi mình có. À đây, mình có chiêu này. Đấy, hai phát là đi hết. Mình chưa có cái giáp của X nên là dùng mấy cái chiêu này nó vẫn còn mất năng lượng đó mọi người. Sau này có cái chiêu của X. À, cái này đốt được nè. Hai này có chiêu của X là nó. À lộn, có cái găng tay của X là. Ê, cái con kia nó bắn mà. Ê, dùng tay quá. Đây. Ơ! À, cái khúc này có một cái là mình nhảy lên lướt qua nó. Xong lướt qua cái này, đó. Mình sẽ bắn được cái này, mình sẽ lấy được trái tim trong đó. Và cái thanh máu nó sẽ đầy lên. Ấy! Thì đúng chứ. Rất dễ sợ. Đó, quá hay. Ôi! Cái màn này lửa cũng có tác dụng, mà cái chiêu của con sư tử cũng có tác dụng nên là mình mới dùng. Nên mình mới đánh hai con đó chứ các mọi người. Đó, rồi ok, quá dễ dàng. Yeah, sau chưa được 5 phút thì mình lại giải tới cái con boss rồi ha. Ok, thì chúng ta sẽ vô và đánh boss thôi. Nhìn là con nhện. Sắc. Ok. Nói nhiều quá, vô đây. Đó, từ từ để mình chỉnh chiêu trong này tránh đỡ mất thời gian nha mọi người. Đó, rồi ok, con mình
mình coi mình cắn à, cắt đứt đó, té cái bẹt thấy không, nó béo béo mềm mềm kìa, nó béo béo mềm mềm đó. Này mà sẽ bắn thường cho mọi người coi, nó sẽ bắn cái, ra cái cục tơ nhẹ nhẹ đó, dính thì mình sẽ bị như thế này, rất là đau. Ấy trời, mấy thề luôn, mình đang bị phân tâm. Ủa cái gì vậy? Không có đâu. Ok, mình sẽ chơi thử thách dùng hai cục máu này để giết nó. À, một cục máu nhỏ xíu này để giết nó luôn nha mọi người. Mọi người coi này. Thử thách. Dù lâu lắm rồi không chơi nhưng mà mình nghĩ mình vẫn có mình vẫn có thể làm được. Chắc đất này. Bắn cho phát nè. Ơi, cái đó không có tính. À rồi, nó dùng cái chiêu này rồi. Không bắn được nha mọi người. Ê khoan, chiêu này hình như là lửa sẽ dùng được gì đó. Ê khoan. Đây, từ từ. Đúng rồi. Ê, cẩn thận nó dính vô một cái này. Mày bắn con. Oh shit, không được. Mình phải né mấy cái tên nhện của nó. Không được. Oh shit. Ê, trời ơi, cái quân quê dây dây gái hơi to rồi. Ok, mình sẽ đứng trên này luôn. Oh shit, mình bắn lũ con rồi nó mà không được. Ôi shit. Ui giời ơi. Ê, cái lũ con nó tức ghê á. Ta sẽ bắn chết mày. Con sông long. Ơ cái yêu. Con này nó điên lên rồi mọi người ơi. Ai? Không được, không được. Bơm máu vô xíu. Ngon. Búp 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 búp. Ai? Thề luôn. Ai sẽ chết? Ai sẽ chết? Tất nhiên là nó rồi. Sao mà mình chết được? Mọi người nhìn mình kìa. Nhìn X kìa. Oh shit, oh shit. Rocky me. Yeah, chúng ta đã có kỹ năng Lightning Web. Ok, vậy đây là kỹ năng của con nhện đó. Ok, thì sau khi đánh chết con nhện thì chúng ta sẽ đánh đến con núm lùn di động ha mọi người. Hồi nãy mình vô lộn con công. Trời đất ơi, mình vô lộn con công xong mình đánh nó một hồi mình mới nhớ là con công nó dùng cái chiêu phân thân của con cú, đúng không ta? Nói chung là mình nhớ là cái chiêu phân thân ra của con cú để đánh chết nó, thì chúng ta sẽ vô lại để đánh chết cái con split mushroom gì đó này. Ok. Yeah. Đây. Cũng này thì lên cầu thang đi nhanh thôi. Bắn đại đi. Ok, siêu tốc. Ôi dồi. Ôi dồi. Ủa tới nè, nhanh đây. Xin lỗi vì đã quá nhanh nha. Ủa xanh nãy chơi nguyên trận công luôn. Ôi, mình nhớ cái màn này có một cái khúc nào mà hình như lấy cái kia gì vậy. À, hình như qua đây nè. Ủa, không phải. Oh shit, mình không nhớ gì về cái màn này hết. Không nhớ gì hết anh mọi người ơi. Không nhớ gì hết. Sao không bắn được nhỉ? Ok, khúc này lên lẹ. Ê, xuống. Xuống lên. Ê, cái gì vậy? Cái quần què. Từ. Lại. Hơi bị quằn xíu. Đó, khúc này lên này. Lúc. Ê, trời. Lúc qua lên luôn. Nhanh. Không có gì phải xoắn cả.
Mình nhớ hồi xưa mình ghét cái màn này lắm này. À, cái khu này mình nhớ. Mình phải dùng cái con này. Đây, từ từ. Nói chung đánh bình thường cũng được, nhưng mà đánh bình thường con này khó cực. Phải nó chạy qua chạy lại đó. Nè, cho mày cục đó, đó, rồi. Bup, 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 bup. Không, qua đây nè. Đó, đó, cho nó rớt xuống là mình vẫn được đam nó, hiểu không? Trời, easy. Trời, tao nhớ mày mà. Xưa tao ghét mày lắm. Tao ghét mày lắm. Let's go. Đây, cái màn, ủa không phải. Vẫn lên cầu thang rồi. Thật là hư cấu quá đi. Mình dùng cái chiêu này. Ê. Lên nhanh, giết nhanh gọn lẹ. Oh shit. Oh shit. Cái con này. Mày đi ra coi. Trời đất ơi, quá nhanh quá nguy hiểm luôn. Tuyệt vời. À đây. Cái này dùng cái chiêu này nè. Tại vì ở trên kia có cái gì ấy. Nhớ ở trên kia có cái tim thì phải. Oh shit. Rồi xong, đi rồi rồi. Ủa cái trái tim nó ở đâu nhờ. Ok. Đây. Đây. Đó mình dùng cái này. Đó rồi, ăn được trái tim quá ngon. Đó mình vẫn nhớ mà. Rồi giờ thì qua thôi. Đá tròn này đơn giản. Này. Ê, cái này phải dùng lửa nè. Đây. Tao biết hết. Đó. Không cho tụi nó cơ hội để bắn mình. Đó. Bay luôn nè. Xoay đẳng cấp. Xoay. Mày bắn tao. Tới đi, tới đi. Mình nhớ hồi xưa cái con núm này nè mà không có cái chiêu của con gì nó là đánh khó lắm luôn. Mình nhớ vậy. Này khúc này mình phải lướt. Đó, mượt không, mượt không? Quá là mượt luôn. Ui. Oh shit. Rồi, rồi đến nơi. Đến nơi đến chốn. Rồi, giờ chúng ta sẽ đi lên đánh con nắm lùn di động đó thôi. Let's go. Nắm lùn di động hả? Mày chính là con nắm lùn di động đúng không? Chính là mày. Mushroom. Đây rồi. Mày. Nó phân thân ra để mình cho nó phân thân ra cho mọi người coi. Đó, đó, đó. Đó là nó sẽ bay vô mình. Đó mọi người thấy chưa? Trời ơi. Quá. À cái này nó phân thân ra làm hai mày bên này nè. Nó ảo ảnh mình đó mọi người. Đó, nhưng mà sao mà đánh lừa được anh nữa. Quá là quen thuộc. Đó. Không có cái chiêu này thì hơi khó khăn. Đó mày phân thân đi. Tao bắn hết mấy con phân thân của mày. Ê, chết bắn hụt. Đây, để coi. Mày bên này. Ôi. Chết. Mày nhảy tùm lum vậy. Nhầm. Mày nhảy tùm lum. Nhảy tùm lum. Phu. Con núm này. Cái con núm lùn này. Núm lùn di động hả mày? Núm mày. Ê, hết chiêu rồi. Không ổn rồi. Đó, giờ mình sẽ đánh thường nó. Tại vì nó còn yếu rồi. Ê da. Bên này. Úi xời. Mày tưởng mày di động mà tao không di động hả? Vỗ tay, vỗ tay. Easy game. So easy. Rồi. Đó, quá đơn giản. Chúng ta đã có một cái chiều mới. Show body. Yeah. Có vẻ là hơi nhanh nên là mình sẽ vô mình làm một trận con còng luôn cho mọi người coi nha. Yeah. Đây là Cyber Vehicle. Ok. Ta sẽ đánh mày lại với một cái kỹ năng mới của ta, đó chính là nắm lùn di động phân thân. Yeah, let's go.
Ready. Đây, chiêu của nó đây. Đấy. Rồi. Đây, chiêu của nó có thể làm được như thế này này. Đó. Nhưng mà trận này thì không cần lắm. Trận này dễ. Cái màn nó dễ. Đó. Rồi vô S. Ok. Rồi, lấy trái tim ngon lành. Quá là ngon lành cành đào luôn. Chúng ta sẽ tiếp tục đi. Đó, có chiêu này thì bắn được mấy cung này thì ok rồi. Đó. Đó, đó. Rồi, chỉ cần mấy chiêu khắc chế thôi là ok hết à. Quá là đừng rãng luôn. Chúng ta sẽ lấy được cái gì đây? À, thanh bơm máu. Cái kiểu cái bình hồi máu á mọi người. Nhìn ở dưới kìa. Hai bình hồi máu và một bình hồi năng lượng. Yeah. Ok, đây rồi, đôi giày. Chúng ta sẽ tiếp tục với cái màn này và chúng ta sẽ sử dụng ít lại. Ít lại một xíu để dành lên chi xài. Chúng ta phải đi nhanh lên nhau thôi là. Không thôi là không kịp. Đó, mấy cục này thì không cần thiết lắm. Hai cái cục này. Mấy cục này mới cần thiết này. Đó, rồi quá đơn giản luôn. Đó, rồi lên thôi. Rồi. Easy. S. Chứ không là hồi nãy là A rồi. Ok. Oh, thì ra là cái mũ. À, đây là bộ giáp của Mr. Light. À, Dr. Light. Dr. Light. Ok, thì cảm ơn bác Light nha. Bác Light cho con cái mũ. Mũ này để làm gì mình quên rồi. Rồi, đẹp trai. Đẹp trai liền. Quá là đẹp trai. Ok. Đến với con công thôi nào. Ủa, đến như thế hình như chưa ấy. Chưa còn cái màn tùm lum này nữa. Ok. Mình sẽ không quan tâm mấy con đó. Này, con này phải canh. Đó. Ui. Vô hơi nhanh. Đây. Đó, phải cho nó lăn xuống đó rồi mới qua. Để cho nó lăn xuống nữa rồi mới qua. Đó. Quá đỉnh. Rồi, vô thôi. Rồi. Yeah, chúng ta sẽ vô đánh chết con công nha mọi người. Mày hả con? Mày hả? Con công. Mày có phải là con công không? Chính là tao đây. Ca ca ca. À, mày là con công sao? Mấy em bị con. Ok. Chơi. Dịch chuyển tới đây. Mày. Dịch chuyển tới đây. Sơi. Easy. Sơi. Easy. Sơi. Easy. Sơi. Quá đơn giản. Sơi. Bắt bài hết. Mọi người có muốn mình dính một lần coi như thế nào không? Nó kiểu vậy thôi. Nó dính xong nó sẽ bắn đây. Còn cái ở trên nó thì rồi mình sẽ cho mình mọi người coi. Đó, nó sẽ kiểu đó, nó sẽ dí theo mình. Mày dí. Ấy. Mày dí đúng không? Úi xôi. Úi xôi. Quá là easy luôn. Yeah, vậy chúng ta đã đánh chết được con công rồi mọi người ơi. You got, I mean laser. Ok. À, trước khi kết thúc video thì mình sẽ chỉ cho mọi người mấy cái chỗ mà bộ giáp của thằng X này nha mọi người. Đây, đầu tiên là cái ở đây. Ờ, đúng không đây? Ờ, đúng rồi. À, đây, đầu tiên nó chính là chỗ này. Cho nên mình có thể lấy tay nhìn bắn qua để mình lấy hình như trời đâu. Hình như là cái trái tim. Ai trời đất ơi, chôn nhau à, chôn Việt Nam. Ôi dồi, mấy anh chôn Việt Nam. Đó, rồi qua thôi. Đấy, có trái tim. Ai ok ok, video cũng khá là dài rồi. Thì nếu các bạn thích cái video này thì hãy để lại cho mình một like và một subscribe nha. Thì lần sau mình sẽ đến với cái màn của con cú này.
và mình sẽ hướng dẫn cho mọi người lấy những cái bộ giáp tiếp theo nha. Ok, và xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.